Nó luận hiểu, đúng là cái việc nói quay thì nói quay vậy mà giờ khá lắm. Tôi cứ hứa bà con là hôm nay sẽ hướng dẫn bà con học căn bản giáo lý A Tỳ Đàm, và tôi cũng nói rõ là cái cách hướng dẫn này bà con không tìm thấy ở bất cứ sách nào hết, và tôi đã đúc kết cái kiểu hướng dẫn này từ bao nhiêu năm tháng tôi dịch A Tỳ Đàm, tôi dạy A Tỳ Đàm, tôi dịch cái định sách bao nhiêu năm đó thì tôi rút gọn lại, làm tôi suy nghĩ hoài làm sao mà nguyên một cái tấm bản mà nó dày đặc như vậy với bà con, một người mà già cả gần siêu tổ mà có thể nhét vào trong đầu được. Và cuối cùng thì tạm thời tôi nghĩ ra một cách, thì tôi nói miệng trước, thì sau rồi tôi nhờ cái cô Hồng đó, cổ nghệ sĩ đó, cổ chỉ sơ bằng mẫu cho bà con coi nha. Bà con về cứ tự mình chỉ mình học thuộc lòng, bởi vì cái này đó nói ra hơi kỳ. Hồi nào nói về tứ niệm xứ thì tôi kêu bà con buông hết, chỉ sắp ghi nhận thôi, nhưng có một lúc khi học giáo lý thì chúng ta phải quay lại với kiểu học của đồng ấu, vì vậy đồng ấu mẹ bí ti ấy bắt buộc phải vậy thôi nha, bắt buộc phải vậy. Bây giờ tôi này ai biết rồi, tối tôi biết sáng rảnh tay biết bôi sạch hay là bôi dùng nữa chụp hình cũng có mắt quan chụp lấy quan chụp hình xong rồi mình có người đó tôi giữ và ra chỉ giữ chứ không có hôn. Mình chăm xong rồi nghĩa là mình bôi. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi hy vọng 90% bà con ở đây sẽ thuộc bài với cách hướng dẫn mới này của tôi. Mà từ sáng thì tôi là tôi nằm như trái giỏ lò lưỡi thôi, chỉ mà không có dầu thì cứ nằm ra hoa phải ngồi cứ giếng vào làm sao ta. Bây giờ tôi nói trước để chờ mình chụp mấy lần, chờ mình biết nữa sao thì giá là nghe có bị cái lộn không. Rồi tôi nói vậy chậm nhanh, và bao bó cái lẽ thành khi mình bắt đầu nó intensive thì mình thấy thông báo bà con là né hoặc là ai đi đúng được ai tham dự cái lớp intensive thì làm ơn tính luôn thời gian trễ xe tới cho đúng, chứ còn mà không có chọn đó chọn luôn cái này nó phân tâm cả một đám đông, mình mất bài mà cái người khác mà cũng bị trộn rộn nữa. Tôi còn nhớ mà không, tôi nói bà con còn nhớ không, thánh nhân họ cũng có việc làm chứ phải thánh nhân ăn rồi ngồi im luôn như cái tượng đúng không. Thánh nhân họ cũng có chuyện nhưng mà thánh nhân họ bận mà không bị rộng, có hiểu không? Còn mỗi mình như khi thấy rộng mỗi người bận cái gì cho nên trên đời thì có bốn hạng người, hạng thứ nhất bận mà không có rộng, hạng thứ hai nó rộng mà nó không có gì để nó bận hết á, nó phá lăng ra vậy đây, bận mà không rộng, rộng mà không bận. Hạng thứ ba vừa có bận mà vừa có rộng. Hạng thứ tư không bận không rộng, hiểu không? Ok rồi, mình thì tự về gác chân lên trái cho mình lựa cái loại nào. Bây giờ tôi quay trở lại bài, tôi mới vừa bắt đầu giảng là cái bà mặt được nó vô là tôi bị quên mất rồi. Các vị biết cái trái lựu không? Nó mập như chỗ mập mình cũng được. Cái trái lựu phải không? Nó có nhiều hộp đúng không? Thì theo cái mô tả trong Phật pháp trong A Tỳ Đàm thì mỗi một cái vũ trụ nó giống y chang một trái lựu. Có nghĩa là một trái lựu nó gồm nhiều hộp, thì mỗi một cái vũ trụ như vậy nó cũng gồm có nhiều cái cõi trong đó, hiểu không? Cõi cho cái người lành, cõi cho người ác, lầm mà lầm cấp thấp, lầm mà lầm cấp cao, ác cũng có nhiều, ác vừa vừa, ác xương xương, ác dữ dội, hiểu không? Thì tất cả nó làm cho mày nguyên một cái trái lựu, hiểu chưa? Và bắn tay nghe kỹ nè, có vô số cái trái lựu như vậy, countless. Và hôm nay
với cái sự cái bước tiến gọi là thần tốc của khoa học hiện đại. Dạ, tôi bị tiểu đường. Dạ là cảm ơn phó tôi, nó héo gì cũng là tiểu đường. Cảm ơn. Với cái sức tiến khoa học thần tốc hiện nay đó, thì sao ta? Trong cái trái lựu đó chúng ta chỉ quẩn quanh cái hộp của mình thôi, có hiểu không? Cái hộp trong mình chỉ là một hộp trong nhiều cái nhiều cái hộp, và những cái hộp chung quanh mình là một trong nhiều cái hộp, hiểu không? Và những cái hộp chung quanh có nhiều hộp, nó cách mình tới mấy ngàn năm ánh sáng là, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Và khoa học hôm nay cũng cho ta biết, họ phát hiện ra những cái vì sao mà muốn bay giáp dòng nó đó, thì chúng ta phải mất thời gian là 900 năm với cái vận tốc là 1 giờ bay được 1.000 cây số. 1 giờ bay được 1.000 cây số và chúng ta phải mất 900 năm mới đi hết chu vi của một cái ngôi sao rồi. Có nhiều ngôi sao nó lớn thì để có những ngôi sao gọi là sao lùn đi chút xíu thôi. Và có những cái ngôi sao bây giờ nó đang bị tắt, nó co, nó teo lại, và cái lỗi của nó là một viên kim cương đó, là đường kính đó là hơn 1.000 km. Cái viên đó mà đem về tới đây thì kinh tế thế giới nó bị collapse, bị tích sắc. Bởi vì mấy bà mấy cô từ đây mà sao thà đeo sạn sỏi thì biết luôn đeo kim cương, bởi vì nó nhiều quá. Tôi kể chuyện người buôn cho bà con nghe, bà con thấy bao nhiêu cái chuyện mà kỳ quái đó, nó chỉ quẩn quanh ở trong một cái lựu. Thấy kịp không? Tức là trong cái lựu đó, nó theo trong anh đi đào, nó mỗi cái lựu như vậy đó là nó gồm có 31 cõi. Nó 31 thì nó có 27 cõi thôi. Rồi nó 27 cho chính xác. Thì 27 cõi đó thì cái mỗi cõi là một cái hộp. Thì cái hộp này mà qua cái hộp kia đó, nó phải mất tới mấy nghìn năm ánh sáng. Thấy kịp chưa? Hiểu hả? Rồi. Và có vô số cái hộp như vậy, vô số cái trái lựu như vậy ra trôi nổi. Hiểu hả? Rồi. Trong kinh nói đó, cứ 1.000, cứ mỗi trái lựu vậy đó, nó có một mặt trời. Tôi đang ví dụ như là cái mốt về đó, chứ ông nói là trong mỗi trái lựu có một mặt trời là chết nha. Cái đám sinh tiền nó dám lắm à. Cái mặt nhìn giống con guru á. Thì á là trong mỗi trái lựu như là một mặt trời, tôi giả định như vậy. Nghe chậm, mỗi trái lựu có một mặt trời. Mà cứ 1.000 trái lựu như vậy được gọi là một tiểu thiên thế giới. 2.000 tiểu thiên cái đó là một đại thiên thế giới. 2.000 tiểu thiên đó là một trung thiên. 3.000 cái trung thiên đó là một cái đại thiên. Cho nên mình mới nghe cái chữ mà tam thiên đại thiên, có nghĩa tam thiên là 3.000. Bây giờ hiểu chưa? Một trái lựu nó gồm có mặt trăng, mặt trời, nó gồm có 9 cái hành tinh trong đó, thái dương hệ đó, thì một trái lựu nó gồm có mặt trăng, mặt trời, một mặt trăng, một mặt trời. 1.000 trái lựu như vậy là một tiểu thiên. 2.000 cái tiểu thiên đó là một trung. 3.000 trung thiên là một đại thiên. Xong chưa? Bây giờ nhớ chưa? Anh em mấy cha nào dốt toán là coi như cái này là đơ nha. Rồi. Mỗi một vị Phật, cái John, biết cái chữ John tiếng Mỹ không? John. Cái John của một vị Phật như vậy là 1.000 tỷ cái tam thiên đại thiên. 1.000 tỷ là 1 triệu gì. Cho nên nó bất công. Họ nói với một tiếng ca là Sa Bà giáo chủ. Không phải. Cái Sa Bà nó lại khỏi này nè. Không phải. Ngài là xếp hồng ở trong 1 triệu danh tam thiên đại thiên. Xếp hồng là sao? Xếp hồng tức là cái địa bàn mà Ngài Hoàng Pháp là như vậy. Và ở đây thế nào mà con thắc mắc hỏi tôi, tại sao Ngài không đi xa hơn? Đúng không? Có thắc mắc cái đó không? Hay là đơ luôn? Nó hiểu không? Có thắc mắc cái đó không? Tức là mỗi một vị Phật là chỉ có một địa bàn mà tại sao như vậy? Bây giờ mới được nghe kỹ nha, nghe tập. Cái điểm tương đồng càng lớn thì chúng ta càng gần nhau. Nghe kịp chưa? Giống nhau quá chứ giống. Làm vợ chồng, làm cha mẹ con cái, anh em. Cái giống nó ít hơn một chút làm bà con, ít hơn một chút nữa láng giềng bè bạn, ít hơn một chút nữa là cùng xã, quận, huyện, tỉnh, vùng miền, khu vực, quốc gia, châu lục, Nam bán cầu, Bắc bán cầu, hiểu không? Có hiểu không? Cái giống càng ít là mình càng xa nhau, xa nhau, xa nhau, xa nhau. Nghe kịp chưa? Rồi. Thế là cứ trong mỗi trái lựu như vậy thì cái điểm đồng ở trong cái trái lựu đó nó đậm hơn là trong 10 trái lựu, trong một group 10 trái lựu, hiểu không? Như vậy thì chúng sanh ở trong mỗi trái lựu nó có cái điểm đồng với nhau nhiều hơn là chúng sanh trong 1.000 cái trái lựu, trong một tiểu thiên, đúng không? Mở lớn nghe nó đã thích vui là lắm, thích ngồi nhạc này.
Ok, đừng làm, đừng có stress. Tôi hay giỡn. À, như vậy thì cái điểm giống nhau trong mỗi trái lựu á, nó đậm hơn là trong 1.000 quả táo này, có hiểu không ta? Hiểu. Phải không? Rồi cứ như vậy cái điểm giống nhau nó loãng dần đi, nó qua tới một trung thiên. Và trong cái trung thiên đó chúng ta nó mỗi điểm giống nhưng mà nó loãng dần ra, loãng riết cho đến trong một cái zone là 1 triệu dân á. Hiểu không? Thì sao ta? Nghe kịp chưa? Đây là lý do tại sao mỗi một bộ quy hoạch cái zone chỉ bao nhiêu đó thôi, bởi vì ra ngoài cái zone này. Nên nhớ trí tuệ Đức Phật không có giới hạn. Unlimited, cái trí tuệ Đức Phật unlimited. Nhưng mà có một điều này thấy rõ thế này, cái địa bàn Hoàng Pháp, cái duyên chúng sanh mà cộng nghiệp với Ngài đó, trong suốt thời gian mà Ngài tu tập mấy chục A Tăng Kỳ đó, thì chỉ mấy đứa trong đây nó có cộng nghiệp với Ngài thôi. Nó có điểm đồng với Ngài. Còn mà mấy đứa xa hơn đó, Ngài dư sức thuyết pháp, Ngài dần cái mặt móc đó, Ngài mới nó nghĩ cái gì rồi, nhưng mà nó không có cộng nghiệp. Không cộng nghiệp đó, nó không nghe, các vị có biết cái đó không? Tại sao Thầy Viên Minh về đây có nguyên một lũ quân nguyên nó bu? Nhưng mà ít bữa sau Thầy Pháp Hòa ra lại có nguyên một lũ quân nguyên nó bu. Tại sao? Why? Cộng nghiệp. Thầy Viên Minh chỉ ho thôi, là dưới lúc nó thầu bằng hay quá, ho hay quá. Mà trong khi qua cái Thầy Giới Đức á, Thầy chỉ đằng hát thôi, là nó về nó tu mê mệt. Qua tới Thầy Pháp Hòa thì phước tiến ôn thanh từ, nghe kịp không? Tới Thầy Chánh Định, mỗi Thầy về là mang về một làn gió. Thì cộng nghiệp với ai thì ta bèn hít thở cái luồng gió ấy. Các vị nghe kịp không? Bây giờ hiểu chưa? Như vậy thì trước khi nói đến cái Buddhist psychology, trước khi nói đến cái Buddhist cosmology, thì chỉ đầu tiên tôi phải mô tô diễn cho bà con thấy, chúng ta là một lũ quân nguyên trong một trái lũ. Và trong cái lũ ấy, cái điểm đồng càng nhiều thì chúng ta càng gần nhau. Thấy kịp chưa? Và cũng có một trường hợp nằm trong hoạt đơn, do một cái trục trặc trong địa nghiệp, ngay hiện tại về khoảng cách địa dư, địa lý chúng ta xa nhau. Hiểu không? Nhưng mà ngoài cái khoảng cách địa dư, địa lý ấy, chúng ta có vô số điểm đồng. Thế mà chỉ cần một cơ hội hữu duyên thiên lý, là ăn cư hộ, là năng cư hộ, năng cư hộ. Nghe kịp không? Tức là một ông Krishnamurti, ông đã chết rồi, nhưng mà đọc ổng người ta vẫn chết lên, chết xuống. Sau này có ông Osho, ông đã bị Osho, ông chết ngắt rồi, nhưng mà vẫn có người chết lên, chết xuống. Cái miếng này gọi là đại áp đại đao. Nghe kịp không? Rồi, như vậy thì gom chung là tất cả chúng sanh trong một trái lựu nó chia thành 4 loại người. Ủa quá, cái này nó tốt nhất rồi. Cho cái uống được thì cái nhà dài lắm, cái nhà dài, cái này nó dài, cái này nó dở. Không, cái cũng dở. Cái này dở nhẹ, cái này nó dở. Tôi thấy mình không có duyên nhau nữa, không có duyên tất cả. Rồi, nguyên một cái trái lựu này nè, thì nó có gồm có 27 cõi, nhưng mà mình nó có 27 cõi nhưng mà chia lại thành gồm có 4 hạng thôi, đúng chưa? Mày hiểu không? Trong cái lựu này nó có 24 hộp, nhưng mà 24 hộp, 27 hộp đó nó lại chia thành 4 group nha. Group 1 là chúng sanh bất thiện. Cái thứ hai đó là chúng sanh dục thiện. Cầm nó mỗi tay không có dưới nghe không? Yeah. Ok, bỏ luôn. Cái thứ ba đó là chúng sanh thiền thiện mở một đơn sắc vô sắc, đúng chưa? Cái thứ tư đó là đúng chưa? Hiểu không? Rồi, thiện bất thiện tức là ác, thiện tức là lành. Rồi thiền thiện là lành, còn thánh nhân là không thiện không ác, đúng chưa? Và thế giới này là thế giới của nhân và quả, được gọi là thiện hay là ác cũng
vẫn phải nói đến hai chuyện nhân và quả, xong chưa ta? Bây giờ ghi này xong tôi mới nói chuyện được, ghi xong chưa? Trong mỗi trái lựu nó có 27 cõi, mà 27 cõi đó nó được chia thành ra là bốn nhóm. Nhóm một là chúng sanh bất thiện, nhóm hai là chúng sanh dục, là chúng sanh dục thiện, thứ ba là thiền thiện, và bốn là thánh nhân. Yeah, bất thiện là hiểu rồi, cái nghĩa là cái loại mà chỉ biết trốn khổ tìm vui, sẵn sàng hại người khác, có nghe kịp không? Thì cái hạng nghe là chỉ biết trốn khổ tìm vui và sẵn sàng hại người khác, cái hạng này được gọi là bất thiện. Cái hạng thứ hai là dục thiện là sao? Nó cũng trốn khổ tìm vui, cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, chăn êm lụa ấm tùm lum hết, nhưng mà nó biết làm thiện, nghe kịp không? Cái hạng thứ nhất chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm thiện. Hạng thứ hai biết hưởng thụ nhưng mà còn biết làm thiện, cho nên nó có cái tên gọi là dục thiện, hiểu không? Rồi cái nhóm thứ ba là thiền thiện là sao? Nó cũng là thiện đó, nhưng mà nó không có thích dục nữa, mà nó ăn rồi nó sẽ xếp bằng cái liên di tú chấm Coca-Cola vậy đó, cái hiểu không? Ở đây nói đùa chứ Coca-Cola nó có thiền nha. Tức là ăn rồi là cứ liên di suốt như vậy đó. Mà ở trong cái tầng thiền thiện này nó chia có hai lớp. Lớp một nó được gọi là thiền sắc, có nghĩa là họ ngồi thiền, họ chăm chú vào cái đề mục vật chất, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, đề mục tử thi, đề mục xương cốt, đề mục hư thơ thở, nói chung là những cái đề mục đó toàn là vật chất không. Khi nó đắc thiền nó được gọi là thiền sắc, thấy chưa? Rồi còn thiền vô sắc là sao? Thiền vô sắc là cái thiền mà dành cho mấy người đã đắc thiền sắc rồi, là mới ghi cái câu này. Thiền vô sắc là chỉ dành riêng cho những người đã đắc thiền sắc rồi, và họ thấy chán, họ thấy chán, họ thấy còn dây dưa liên hệ với vật chất, họ thấy nó chưa có đã, nó chưa có tới, nghe kịp không? Và sẵn ở đây tôi nói luôn, đời sống của chúng ta là một hành trình vượt biên, các vị biết cái đó không? Hiểu chưa vượt biên mà? Rồi nghe kỹ nè, đã có hành trình vượt biên. Có người trên đời này cứ vùi đầu ở trong cái tham sân si sắc sân trọng cướp, không biết chung ra, không biết vượt biên á, thì coi như đời đời nó cứ nằm ở trong cái vũng lầy của sanh tử, hiểu? Nhưng mà cái hạng thứ hai là nó biết vượt biên, nó biết chán, nó biết sợ cái bất thiện, cho nên nó vẫn hưởng dục như là cái đứa kia, nhưng mà nó lên cảnh giới cao hơn, nghĩa là hưởng thì cũng hưởng nhưng mà tu thì vẫn tu, cho nên nó thành lại còn dục thiện, đúng chưa? Tới cái hạng thứ ba nó thấy làm thiện thì có làm nhưng mà còn hưởng dục, không khác. Bởi vì còn hưởng dục thì bao nhiêu cái thiện mình làm nó cũng chỉ để quay trở lại hưởng dục, hiểu không? Đứa thích hưởng dục mà không tu trở lại làm dồi làm bọ, đứa hưởng dục mà có tu quay trở lại làm người làm nhân thiên, hiểu không? Được quần là áo lụa, tôi nói không biết bao nhiêu lần, cắm đầu ăn mặn không biết tu hành học hỏi giáo lý thì đời sau sinh ra làm cái loài ăn thịt, cắm đầu ăn chay không học giáo lý không tu tập thiền định kiếp sau sinh ra làm cái loài ăn cỏ, chỉ thích mặt đẹp mà không tu hành bố thí giữ giới đời sau sinh ra làm cái loài sặc sỡ diêm vúa lề lè, có biết cái loài đó không? Bướm kỳ đà nhựa con quá cá với biển, thích mặt đẹp, thích đẹp nhưng mà không có tu hành gì hết thì nó làm cái loài hạ cấp nhưng mà sặc sỡ lề lề phía dưới, thích ăn ngon mà không có công đức thì đời nó sẽ ra làm cái loài bolivore, biết không? Bolivore và omnivore, biết không? Hiểu không? Rồi ok, thì ở đây cũng vậy, cái hạng chúng sanh thứ nhất là cứ cũng trốn khổ tìm vui, tham sống sợ chết nhưng không biết tu hành gì hết, cho nên được gọi là chúng sanh bất thiện. Cái hạng thứ hai được gọi là dục thiện, có nghĩa là vẫn trốn khổ tìm vui, vẫn tham sống sợ chết, vẫn thích hưởng thụ này nọ nhưng có làm cách công đức, nhưng mà làm công đức để chỉ ra để quay lại hưởng tiếp. Cái hạng thứ ba nó thấy cái hạng thứ hai không khá, nó thấy không khá, chúng ta thua người Tây phương ở những cái bối cảnh thế này, họ để tấm bảng là upbring hết mà mình nói hoài, nói tiếng Việt không hiểu, chắc cái tiếng Nhật để tôi nhờ đọc ngoài ở mùa Nhật cái hàng xóm nhận tiếng Nhật rồi. Cái hạng thứ ba là họ thấy rằng quẩn quanh trong năm dục không khá,
cho nên họ mới tu thiền, đã tu đó tu thiền sắc, có nghĩa là họ nhìn vô mấy cái đề mục vật chất, niệm đắc 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 lửa 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 gió xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ trắng trắng hư không ánh sáng vân vân, họ đắc thiền bằng những đề mục đó được gọi là thiền thiền sắc. Còn vô sắc là sao? Vô sắc có nghĩa là có những hạng chúng sanh khi họ đắc thiền sắc rồi họ thấy còn dây dưa với cái vật chất, họ không thắc, cho nên tôi mới gọi là hành trình vượt biên là vậy. Chúng ta muốn khá hơn là chúng ta phải bỏ cái cũ. Còn nhớ chúng có ba đặc điểm của cái người ngộ tánh, còn nhớ không? Một là có khả năng phân biệt rất giỏi cái gì nên và không nên. Thứ hai, luôn luôn hướng tới phía trước và lên trên chứ không có dậm chân tại chỗ. Thứ ba, khả năng buông bỏ rất tốt. Đây là đặc điểm của người có ngộ tánh. Mà cái loại này là ra đời gặp Phật là êm ru. Phật vừa gặp mặt mình là làm rẹt mắt lên, rẹt mắt lên. Bởi vì thông thường là mình không có ba khả năng này. Một, không có khả năng phân biệt cái gì nên và không nên. Hiểu không? Quan trọng là thích hay không thích thôi. Cái này là cái bẫy. Đa phần chúng ta sống, chúng ta chạy theo cái thích và không thích, chứ chúng ta không quan tâm đến cái nên và không nên. Phải có một ngày mà chúng ta biết được rằng trong đời sống mình cái gì nên và cái gì cần và cái gì mình thích, làm được cái việc phân biệt ấy, ta đã đi hết 50% con đường rồi. Nghe kịp không? Trong đời sống biết cái gì mình thích và cái gì mình cần, chỉ làm được chuyện này thôi, cái tật shopping bỏ, đúng không? Cái tật nấu ăn bỏ, du lịch bỏ, bỏ nhiều lắm, chỉ cần biết cái gì cần và cái gì mình thích. Cho nên là chỉ cần hiểu được cái này thì chúng ta nhớ là chúng sanh có nhiều loại, có một hạng nó chỉ chạy theo cái thích và cái ghét. Thêm một bậc nữa, có chúng sanh chỉ quan tâm cái thiện và cái ác, quan tâm cái tốt và cái xấu để hành động. Nhưng đến cái hạng thứ ba là cái dòng quan tâm tánh sanh diệt, đó là chính là hành giả chứ đừng xí. Vậy mình tự mình hiểu mình có cái loại nào, ba loại, loại một không biết gì hết, chỉ biết chạy theo cái thích thôi, đó là cấp một. Cấp hai, chỉ biết cắm đầu làm hướng, nghe pháp ngồi thiền tinh tấn lắm. Cái loại này là loại hai. Loại ba mới ghê, trở thành hành giả tứ tầm xứ, ăn rau là chỉ quan sát sanh diệt, quan sát là đã ra đã vô thiền ác buồn vui, thiền ác buồn vui, quan sát là đã sanh diệt. Cái hạng này mới ra khỏi ba cái tầng trên, nó mới lọt vô cái loại thứ tư. Có nghe kịp không? Hiểu hả? Trời, bây giờ bắt đầu vô sống rồi. Bà con viết xong rồi tôi giải thích. Bà con thấy tôi vẽ cái ô không? Cái ô bốn hạng phải không ta? Dạ. Rồi bây giờ tôi hạng tôi giải thích. Số 1, cái hạng thứ nhất á, là cái hạng chúng sanh bất thiện á, nó sống bằng cái gì ta? Nó sống bằng 12 cái tâm nhân bất thiện. Được chưa?
Thì sách mà 12 cái thông danh bất thiện, hiểu không? Mà 12 thông danh là gì ta? 8 còn tham mà tối tối rồi. 2 tâm sân tham si là 12 đúng không? Rồi. Khi mà có 12 cái tâm rồi bộ không có được trang nghiêm rồi kệ kệ ra. Giác ngộ của Venus. 12 cái tâm danh bất thiện đó nó sẽ tạo, đã định biết nó là nhân mà. Cho nên nó mới tạo ra 8 tâm quả bất thiện. Mà 8 tâm quả bất thiện tôi mở trên thì để 6 căn có nghĩa là sao? Còn nhớ bỏ tôi định nghĩa không? Thiện là gì? Thiện là sao căn biết sao trần bằng tâm lành. Bất thiện là sao căn biết sao trần bằng tâm ác. Vui là sao căn biết sao trần như ý. Buồn khổ là sao căn biết sao trần bất toại. Đúng chưa? Rồi. Chính vì có cái 12 tâm bất thiện cho nên chúng ta mới có cái 8 cái tâm quả bất thiện. Mà trong 8 tâm quả bất thiện nó nói gọn lại nó là 6 căn chi môn biết cảnh bất toại. Hiểu chưa ta? Hiểu không? Hiểu chưa? Do anh sống trong 12 tâm bất thiện cho nên ngay bất cứ lúc nào mà anh có 12 tâm bất thiện xuất hiện thì một cách kín đáo lặng lẽ âm thầm âm đá tạo ra 8 cái tâm quả bất thiện cho một kiếp sau. Các vị hỏi tôi lúc nào trời biết, tùy nó mạnh hay yếu. Còn muốn biết cái nghiệp nó mạnh hay yếu dựa vào 3 điều kiện, còn nhớ không? Một là cái đối tượng mà mình tạo nghiệp là đám đông hay là cá nhân, thấy chưa? Thứ hai là cái tâm trạng của mình lúc mà mình làm đó, nó có chủ ý là nó vô tình, nó mạnh hay là nó yếu, nó thiết tha hay là nó hờ hững, thấy chưa? Cái thứ ba đó là cái tác dụng của công việc đó, mình làm cái đó là cái gì? Ví dụ như tôi không có thích cái đám đông Phật giáo này, tôi là Chúa, mỗi lần tôi thấy nó tới còn tiền cái bên nhà tôi mở nhà hơi lớn chút, hiểu? Nếu mà cái đám đông này tới vui chơi party đó thì cái hành động mà tôi mở nhà đó, đó cái tội nó nhẹ, nghe kiểu không? Nhưng mà cái đám đông này là đám đông học đạo, đám đông này là đám đông ngồi thiền, nó là chết tôi, có hiểu không? Có nghĩa là một động tác rất là nhẹ thì chỉ chỉnh cái volume này, chỉnh gì là đi được một 18 ký, chỉ cầm cái volume vặn ra thôi, chỉ vặn, tôi không có làm cái gì hết, tôi chỉ vặn cái volume thôi, 18 ký, 18 ký là nghĩa bóng chúng là nó còn vô số ký đi đi cùng, bởi vì tôi phá đi cái cơ hội mà người ta nghe đạo và hành đạo, cho nên cũng cái động tác vặn này mà nếu bình thường tôi vặn để mà tôi nghe nhạc cho tôi và vợ cậu cho con nó nghe thì cái gì nó là chỉ khác, nhưng mà hôm nay tôi vặn để tôi phá cái đám bên đây nè. Tuy nhiên, lúc tôi bằng nó tôi nghĩ cái gì? Tôi không muốn cho cái buổi tôi tưởng ở đây là bạc tiên, tôi đâu biết, tôi thấy đông đông tưởng bạc tiên. Tôi tưởng đá Phật giáo đó bạc tiên, tôi phá cho nó không có vui thôi. Thì cái lúc cái ý tôi nó lại khác. Nhưng mà tôi biết chính xác là cái đám mình nó đang meditation, nó đang learning the Buddhism. Thì lúc đó cái tội nó khác, hiểu không? Cho nên cái tùy cái đối tượng đó là đám đông hay là cá nhân. Thứ hai, cái dụng tâm chủ ý của mình lúc đó là gì? Thứ ba, tác dụng và hiệu quả cùng hậu quả của việc đó là nhắm tới cái gì, hiểu không? Cho nên trong kinh ghi rất rõ, cũng công sức đó, thời gian đó, tài sản vật chất đó bỏ ra ba thứ: công sức, tiền bạc, thời gian. Nhưng mà nếu mà ta nhắm tới đối tượng tập thể và nhất là ta nhắm tới tác dụng lâu bền, công đức đó chẳng thể nghĩ bàn. Ví dụ cầu, đường, đào viên, cái số người mà sử dụng ba cái này nhiều hết. Và số người đó là ân liên vít, tôi không biết kiếp nào cái giếng nó mê hư. Và cái số lượng mà những người nào dùng cái giếng đó tôi cũng đếm không nổi, hiểu không? Cho nên tôi chỉ bỏ ra có 2.000 đô la tôi làm cái giếng mình miếng tiền. Nhưng mà cái công đức nó chẳng thể nghĩ bàn, là bởi vì cái số người xài đó là gồm có tăng ni, Phật tử, cư sĩ, xa gần. Rồi sao nữa, những người dùng cái giếng đó là gồm có những người học đạo, hành đạo và mê đi là những người chứng đạo. Trong đó có những cái vị Bồ Tát tương lai, có những vị Phật tương lai, thì không có dùng cái giếng, bởi vì chúng sanh đâu biết ai là sẽ thành Phật, đâu có biết. Cho nên khi mình bỏ ra 2.000 đô la mà làm cái giếng, chỉ suy nghĩ một chuyện: không có đại ca nào đi ngang đây mà không dùng cái giếng này. Và trong đó có đủ tất cả nguyên cái trái lũ nó xài, những cái trái lũ. Chỉ nghĩ như vậy thì quả báo của 2.000 đô la này nó lớn không thể nghĩ bàn. Trong khi đó mình bỏ ra 50.000 đô la mình đãi
mấy chục người ăn yến xào bào ngư thì bữa nữa 50.000 mà đãi một cái mấy đại khoảng chục chục mâm nhậu công đức không tới đâu hết. Nhưng mà tôi chỉ bỏ ra cái 2.000 thì công đức không thể nghĩ bàn, có hiểu không? Có hiểu không? Nếu các vị không hiểu tôi ví dụ cái nữa. Cũng là chừng đó thuốc nổ, nhưng mà cái thuốc nổ mình đặt ở chỗ nào, hiểu không? Khi mà cái thuốc nổ đó mà nó kích những cái trái nổ khác đó, thì cái hậu quả nó lớn vô cùng. Còn nếu mà cái khói nổ đó mà nó để trong cát thì có hiểu không? Dạ, bây giờ hiểu chưa? Tùy mình để cái khói nổ nằm ở đâu nha. Cho nên ở đây cũng vậy, mỗi nghe kỹ rồi tôi nói thì chậm được. Mỗi lần ta có một cái tâm bất thiện xuất hiện trong đầu thì ngay lúc đó ta đã âm thầm kính đáo lặng lẽ tạo ra 8 tâm quả bất thiện. Và 8 tâm quả đó là gì ta? Chính là 6 căn chi môn cái cảnh bất thiện, nghe kể không? Cho nên bình thường mình không học A Di Đà, mình tưởng mà là má mình xong mình ra mình chỉ còn cặp mắt, sai, không phải vậy. Lấy phim mà chụp thì đúng là có con mắt này, nhưng mà cái biết của con mắt nó có 2 loại, hiểu không ta? Cái biết nó có 2 loại. Khi nào mà tôi thấy cảnh mà tôi không thích đó, thì cái tâm mà biết cái cảnh xấu đó gọi là tâm nhãn thức quả bất thiện. Còn khi nào tôi thấy cái mà tôi thích đó, thì gọi là tâm nhãn thức quả thiện, hiểu không? Con mắt thì vẫn con mắt đó thôi, nhưng mà cái tâm mà dựa vào con mắt nó để mà biết là 2 tâm khác nhau. Cho nên bây giờ các vị không tin tôi nói này, các vị tin hỏi cái đâu đó tôi đó, các vị có đồng ý với tôi với những người mà cả đời của họ 6 căn của họ hầu như biết toàn là cách như ý có không? Mới sáng ra tôi coi gia đình của ông Bill Gates nè, con mắt của con gia đình ông toàn là thấy cái họ muốn thấy không à, đúng không ta? Các vị biết họ đi máy bay, họ đâu có đi cái hàng business và first class, họ đi có cái chiếc riêng. Họ ăn uống rồi có đầu bếp riêng trong nhà, họ là cứ búng tay cũng có đủ sáo là đèn cái cháy cũng biết gì đó. Họ khi như mày nguyên một mảnh đại dương mà có một mảnh, họ khi bỏ trong nhà để coi cá mập chân gì đó. Họ có thể tắm nắng địa Trung Hải, họ có thể uống rượu vang của Hy Lạp, họ có thể ăn pizza của Ý mà cái loại fresh nhất trong ngôi nhà của họ. 6 căn của họ thì dĩ nhiên cái căn thứ 6 thì nó phải lệ thuộc vào 5 căn kia nha. Nhưng mà riêng 5 căn đầu của họ là mạch mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của họ là toàn là cảm được best one không, hiểu chưa? Thì cái đó là do hồi xưa là họ có 8 cái tâm thì dục thiện. Cho nên bây giờ họ có cái 8 tâm quả thiện, và 8 tâm quả thiện đó là gì? Chính là 6 căn chi môn biết cảnh như vậy. Còn mỗi lần mà ta sống bằng tâm bất thiện là ta đang kính đáo tạo ra 6 căn chi môn là biết cảnh bất tội. Có phải không? Các bạn chắc đi nước ngoài sống không biết. Các biết nhà ổ chuột của Việt Nam mỗi cạnh khoảng 3 mét, trần cao 2,5 mét, trưa nó nóng giống như là cái chảo rang muối, mà trước nhà ổng cống bụi không, tanh hôi nồng nặc, con nít đá banh xe ba gác chạy rần rần, đàn ông nhậu xỉn đánh vợ, con nít đá banh la hét. Các vị nghĩ cái hiểu tôi nói đó, mà có nhiều người họ lớn lên trong cái cảnh đó, có gì biết không? Có tin cái đó không? Cả ngày con mắt thấy toàn là cái không muốn, lỗ tai nghe toàn là cái thứ không muốn, cái mũi toàn là nghe mùi cái thứ không muốn. Ngày xưa ở Việt Nam ở bên dầu tốt, trước chùa tôi nó có cái ông làm mà cho tôi nhỏ tôi biết cái đó cái gì mà khoai mì ông về ông xay, ông xay xong ông lấy cái bột ông làm tinh bột, còn cái xác thì ông liệm cống. Nó thúi cả một cái làng mấy cây số từ xa nhắm mắt tới, đi trong đêm tối là biết sắp tới chùa rồi. Mà tôi đã ngửi cái mùi nước mấy năm trời thì biết không? Ở mấy xứ ở Mỹ không được, ở mấy xứ ở Mỹ mà du mở cái hãng sữa mà du làm là nó kiện du thuốc quần luôn. Nhưng mà bên Việt Nam thì cứ đưa tiền cho mấy đồng chí là xong hết, hiểu không? Tức là do một cái nghiệp chúng ta mới sanh vào trong một cái bối cảnh nào đó để chúng ta phải thấy những thứ mình không muốn thấy, nghe những thứ mình không muốn nghe. Việt Nam cái này mấy hôm đang liên tục mấy vụ án mới trong tháng rồi nè, là toàn là mở karaoke bắt hàng xóm nghe cưỡng bức, nó tính qua nó lụi, mà liên tục trước Tết và sau Tết dán mấy vụ, cứ là mở cái speaker chỉ ở nhà người ta đang có nói chuyện nghe. Mà Việt Nam tất cả những bằng tiền thì biết không, một là tiền, hai là sợ hơn em. Nhân ai muốn dưỡng già thì về suy nghĩ lại nha.
Có nghĩa là mình phải nghe những thứ mình không muốn nghe. Mình muốn nghe Trường Vũ mà nó mở Thánh Ly mình đủ chết rồi nha. Mà chưa kể suốt ngày mình muốn nghe Phước Tiến mà nó mở Pháp Hòa là mình đủ chết rồi. Cho nên đó là do có 12 năm bất thiện, cho nên là lỗ tai để lên 6 căn ta liên tục biết còn là cảnh xấu. Tức chưa? Rồi. Do có 6 tâm, bị 6 có tâm nhân. Tại sao tôi để tâm thay vì tôi kêu dụng thiện mà tại sao tôi để 6 tâm nhân? Là bây giờ để to cầm cái quả chứ. Do có 8 cái tâm nhân dụng thiện cho nên nó mới tạo ra 8 tâm quả thiện. Mà 8 tâm quả thiện đó là gì? Chính là 6 căn. Và ở đây thế nào tôi nhận mắt 6 căn người ta sao có tới 8 tâm? Là bởi vì như thế này. Hôm qua tôi nói rồi, khi nói là tôi nghe cái gì đó không phải chỉ là nghe mà nó là nó còn qua một lọt tiếp theo là reception, quan sát là observation, còn đó định là discrimination. Qua ba cái ông này tôi mới biết nó là cái gì. Các bạn nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Cái ông mà mắt phải, ông mắt ông chỉ là thép photon thôi, ông không có biết cái gì hết. Ông chợt chóng đưa trong tiểu thương trong ông đầu tiên được gọi là các reception, cái ông mà thật là tâm tiếp thu, tiếp bali gọi là sambatichana. Ông reset xong ông mới đưa cho cha cái bên là cho observation, cha nó để trở lại cái chuyện browsing. Xong rồi cái cha đưa cho ông cái bên ông discrimination, cứ quyết định nó là cái gì, nghe kể không? Ông quyết định nó là cái gì, ông khẳng định nó là cái gì. Rồi đằng sau ông đó nó mới tới cái chuyện ta thích hay là ta không thích. Mà tại sao chúng ta học cái đó? Có những người rất là cực đoan, họ nghe ba mớ đó là tu là chỉ giữ tâm thôi, cái cần người ta học sai phải học. Khi em học như vậy, khi em ngồi thiền anh mới biết, thì ra tôi là đồ rác. Anh phải học lý thuyết trước. Giống như tôi nói hoài, một cái thằng không biết chữ, mình dạy nó ăn uống kiêng khem rồi tập thể dục nó vẫn làm được, nhưng mà nó làm trong cái đầu rộng. Còn cái thằng mà nó là dược sĩ, nó là bác sĩ nữa, thì nó cũng chạy bộ, nó cũng ăn rau, nó cũng ăn kiêng, nhưng mà nó tập hết cái đầu thì biết cái khác chứ. Còn cái ông kia là chỗ đặt cái chữ thì cứ nói nè, bớt thịt đỏ nè, bớt nếp mít, thêm rau trái củ quả, đặc biệt ăn đó, thường xuyên vận động, uống nước trắng, sống chỗ thông thoáng có nắng gió. Thì nó gió cái nghe nó cũng hiểu vậy, nhưng mà nó chỉ biết có chừng ấy thôi. Hỏi thêm nó không biết, hỏi tại sao mà phải ăn hổn lắm, quá không biết là chả nói gì đó. Hiểu không? Hỏi tại sao mà phải ăn sai, chả nói gì. Bây giờ mới hiểu tại sao tu là tu tâm, mà tại sao anh phải học giáo lý là điều đó. Bởi vì anh không biết gì mà anh hết á. Đừng có nói chuyện tiền. Tôi nói bằng chuyện nấu ăn cũng vậy. Một cái người mà cái lúc có kiến thức, họ làm đồ bếp tốt hơn một cái người bắt chước, có biết không? Nhà quê tôi thiếu gì người biết chữ. Toàn là đi ăn đám giỗ cưới về bắt chước nấu y chang. Nhưng mà họ đời đời cái kiến mà không thể trở thành chiếc cúc. Có hiểu không? Có ông Anthony Bourdain người Pháp, ông nấu ăn cho tổng thống, ông nấu ăn cho nhà hàng năm sao ở Hà Nội. Rồi khi Obama ra, chính ông là người mà ngồi ăn bún chả với ông Obama, sẽ đâu chứ. Nhưng mà tôi muốn nói một điều, vẫn là chiếc cúc, nhưng mà ở cái đẳng cấp nào anh nấu cho ông hoàng bà chúa rồi cả, anh hiểu không? Chứ còn cái chuyện mà anh nhà quê không biết chữ thì anh cứ đi ăn một ăn giỏ ăn đá hay ăn dân trần thời gian tự nhiên vậy biết nấu không? Nhưng mà nó khổ một chỗ là đời đời kiếp kiếp anh không thể là chiếc cút được tiến bộ. Ok rồi, ở đây đúng vậy, mắt tai nó chỉ chụp hình ảnh, nó chụp âm thanh, nó thấy phô tô chứ nó không có một cái gì hết. Nó phải đưa vô reception để xong lên qua cái chàng browsing, cái chàng mà observation, rồi từ anh chàng nó chuyển qua chàng discrimination rồi là xong. Thì tiếp theo sau cái chàng discrimination đó mới chính là thích hay là ghét, tâm thiện hay là tâm bất thiện. Nó chụp hình cái bông, lúc nó chụp nó không có tâm thiện không ác, nhưng mình chụp thì sao nó đưa như trong bằng cái nhìn thẩm mỹ, bằng cái nhìn thẩm mỹ thì đó là một bức tượng xấu, nghe kịp. Nhưng mà ở trong cái thằng discrimination nó nói không, tuy xấu nhưng là tượng Phật lại đi con, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Chứ tôi nói thiệt, có gì bức tượng nó nhìn tôi không muốn lại tí nữa. Cây gì nữa. Với những cái đứa mà nó bị tai nạn ở Việt Nam, nó là nó cái thằng nó trộn cái mặt nó xinh mà má nhìn nó ra. Còn ở đây có nhiều tượng Phật xấu mà đệ tử nhìn nó ra thôi. Nhà là 32 đứa tốt mà nhiều cái tượng mà tốt nhìn che mắt, nhìn đã thêm tội.
xấu quá. Chà, mà nó nghĩ sao mà nó đem nó bán cái ghê. Nhưng mà tao nói tụi nó nể, tụi nể tao là khiên về thợ. Nhưng mà không sao, không sao. Cái quan trọng nhất là cái thằng take photo, thằng photographer, thằng này nè. Nó chụp ta, nó ý kiến gì hết, no idea. Nó đưa vô thằng research, thằng này là nó xấu quá. Thằng observation, nó browsing, nó nói xấu quá. Nhưng mà tao qua rồi thằng discrimination, nó nói là tự phạt đó cha. Thì sau khi cho phát xong thì một loạt tâm sao lại đi Phật tượng với là người biểu tượng thôi, cái đẹp đằng đằng sau đó lại đi. Cái chính cái loạt tâm sao đó khi mình lại hiểu, cho nên khi cái học A Di Đà mình mới thấy cái gọi là con người là thiện là ác là sang là hèn, nó là một tổng hợp của vô số thứ đi thật đo đồ đạc không. Chỉ nghe một âm thanh mà một đứa nó biết opera là gì, còn một đứa chỉ biết cải lương, nó nghe opera nó chịu không nổi, hiểu không? Đứa nó nghe chậm quen, nó nghe nhanh nó nghe không được. Cái đứa nó nghe nhạc xe quen, nó nghe cái thứ mà dân ca miền đồng quê country music nó nghe không được, hiểu không? Tùy thì tùy vào cái nền tảng tâm thức, cho nên ngày hôm qua tôi có nói trình độ dẫn đến thái độ. Cho nên cũng cái cảnh đó sáu tầng đó, nhưng mà thằng bèo thì nó nhìn sáu thằng đó, nó có 12 tâm bất thiện, từ đó nó tạo ra 8 tâm quả bất thiện. Cũng cái cảnh đó mà thằng tí nó nhìn vô, nó có 8 cái tâm dục thiện, cho nên nó có được 8 tâm quả thiện, đúng chưa? Rồi cái này quan trọng, cái này quan trọng. Các vị thấy 12 tâm bất thiện nó tạo ra 8 tâm quả, thấy không? Dạ. Trong đó mở một đơn để 6 căn, đúng không? 8 tâm quả đó chia ra làm 2 phần. Chị xin ghi đi, 8 tâm quả bất thiện nó chia thành 2 phần. Chia 8 nó chia thành 2 phần. Cái bảng nhỏ quá. Thì tôi ước ra cái gì nè. Trước khi mình bắt đầu học á, một là tôi có một cái projector không lớn lên, rồi cái screen to. Lần tới thầy đến, lần tới sư đến đi. Lần tới đâu tôi ngồi ghé đi nhiều. Lần tới viên mới tôi đã ôm cầm sang thuyền khác. Cách hai là tôi bị ôm cầm sang thuyền khác không? Có đàn. Cách cái chỗ là không biết cái gì. Cách thứ hai là trước buổi giảng là tôi sẽ lựa một người viết chữ đẹp nhất. Tôi sẽ làm việc riêng với họ, hiểu không? Họ sẽ viết nguyên một cái outline rồi bà con. Rồi ok. Câu này viết chữ đẹp lắm. Ủa đẹp rồi, mà chậm. Đây. Như vậy thì 8 tổng quả gồm 2 thứ. Một là cái 2 category. Một là quả bình sinh, hay là quả tục sinh. Hiểu không ta? Tôi hỏi bà con nha, đời sống của một người 90 tuổi và cuộc sống ngắn ngủi của một đứa bé chết yểu 2 tuổi, nó đều có một điểm giống nhau là kết thúc bằng cái sanh và mở đầu bằng sanh và kết thúc bằng tử, đúng không? Hiểu chưa? Đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng một cuộc đời của ông vua hay là đời ngạn mài, dầu cuộc đời nó 100 tuổi hay là chỉ có 2 tháng tuổi được chứ, nó đều có một điểm giống nhau, đó là bắt đầu bằng sanh và kết thúc bằng tử. Thì mỗi một kiếp sống nó được bắt đầu bằng cái tâm đầu thai, nghe kể không? Gọi là tâm tục sinh, tục là tiếp nối, tục sinh. Rồi, tại sao? Tôi không xài cái tâm tái sinh, tôi xài cái tục. Bởi vì tái nó có nghĩa là rebirth. Mà trong A Di Đàm đại kỵ chữ rè. Vì trong A Di Đàm không có cái gì mà trở lại hết, nó chỉ xuất hiện một lần rồi mất. Nhớ nha, quan trọng lắm nha. Cho nên trong A Di Đàm không hề có cái chữ tái sanh. Yeah, tái là reborn, đúng không ta? Restart, không được. Không có re, tất cả chỉ xuất hiện một lần thôi. Chỉ có sanh diệt. Cái sau có thể giống như cái trước, nhưng mà nó là một cái khác. Nhớ nha, mãi mãi phải nhớ cái này. Trong A Di Đàm mọi thứ từ vô thủy luân hồi đến bây giờ không có cái gì tồn tại quá một sát na, và cũng không có cái gì nó quay trở lại. Dầu chỉ một sát na, tất cả chỉ xuất hiện một lần và chỉ một mình thôi. Nhớ nha. Rồi. Như vậy thì trong mỗi lần mà mình có 12 tâm bất thiện thì chúng ta lại có, từ đó nó tạo ra 8 tâm bất thiện. Trong đó nó gồm có 2 cái category. Một là nó tạo trong 8 tâm đó, nó có cái tâm hồi nãy tôi nói, cái tâm observation đó nhé.
cái tâm nó lúc bình thường á thì nó làm cái chuyện browsing mấy cái object, nhưng mà trong lúc đầu đời á thì cái tâm đó nó làm cái chuyện là nó đưa chúng ta vào bụng mẹ, hiểu không? Lúc bình thường tức là sao, khi mình đã vô cái kiếp đó rồi, mình đã xuống thị trường, mình đã có visa rồi đó, thì nó là cái chuyện vào browsing. Nhưng mà ngay cái lúc mình lên máy bay ở bên thị trường kia đó, thì nó chính nó là cái visa cho mình đó, hiểu không? Chính nó là cái vé máy bay, chính nó là cái vé máy bay để đưa mình lên máy bay, hiểu không? Cho nên cứ mỗi lần quý vị làm một cái chuyện thiện ác, dầu lớn dầu bé, ví dụ như quý vị chỉ cười khẩy thôi, cười điểu, mà tưởng cái cười đó nó không có là ác nghiệp, nhưng mà nó là ác nghiệp đó, bởi vì nó được tác động với tâm xấu. Nhớ nha, bất cứ một việc ác việc thiện nào đi nữa thì nó cũng được tác động bởi một cái loại tâm tương ứng. Tâm ác là gì ta? Là một câu nói, một suy nghĩ, một hành động lớn bé được tác động bởi tâm xấu, dầu đó là một cái hay quýt lườm liếc hay là một cái cơ thực. Cho nên đừng có tưởng tượng hay quýt lườm liếc. Trong kinh đó Phật có 32 hảo tướng, trong đó có cái tướng gọi là mắt đẹp không cưỡng được. Cặp mắt của Phật, kẻ thù mà muốn hại ngài, nhìn cặp mắt của ngài họ bị trùng bước, các vị biết không? Cầm dao rớt dao đó. Chỉ trừ được hợp ác gì quá khứ nó trổ ngài né không được thôi, chứ còn chúng sanh nghe giọng nói của Phật, nhìn ánh mắt của Phật họ chịu không nổi. Con voi điên mà gặp ngài mà nó còn sủa quỳ sụp trước mặt cái mặt. Không phải là người dùng khách lạ, mà bởi vì ngài quá nhiều cái ngài đem máu xương ngài cho người ta. Cho nên với cái hạnh lành đó, bây giờ ngài sanh ra gặp ngài nó bị đơ, giúp nhìn ngài như con trẻ con thơ mà gặp mẹ vậy, rớt như vậy. Và vậy vì sao mà có cái nghiệp đó, có cái phước đó? Nhiều đời Như Lai không có hí quýt lườm liếc, không có nhìn người khác bằng cái tâm thù hận, rất nhiều kiếp như vậy. Cho nên kiếp cuối khi thành Phật, gặp mắt Như Lai nhìn chư thiên, nhìn loài người thì có thể cảm hóa được họ. Thứ hai, cái giọng nói của Đức Thế Tôn trong kinh nói có thể làm mềm lòng một cái người hung tợn nhất. Vì sao vậy? Vì trong rất là nhiều kiếp ngài chỉ dùng ngôn ngữ để hàn gắn kết nối, không có chia rẽ gây hận thù, không làm cho ai đổ máu rơi lệ, hiểu không? Trong suốt nhiều kiếp là chỉ dùng ngôn từ của ngài đó để sao ta, để đem lại cái niềm vui cho người khác. Cho nên cái cuối âm thanh ngài rất là hay, hiểu không? Như vậy mình thấy chỉ một câu nói thôi, chỉ một cái nhìn thôi mà đã là một cái nghiệp, hiểu không? Các vị đừng chê con mắt hoạt động. Những người họ có thể xấu mắt, nhưng mà nhìn con mắt họ vậy là mình mất ngủ. Mắt hoạt động, cái ánh nhìn nó hoạt động lắm. Rồi, cho nên bất cứ một cái việc thiện ác lớn bé nào khi mà nó xuất hiện trong đầu của mình á, trước hết là nó tâm bất thiện thì nó mới tác động ra thân và khẩu nha. Thì cái mỗi lần có tâm ác xuất hiện thì nó tạo ra hai thứ nghiệp. Mà hai thứ nghiệp đó nói cho rộng là 80 tâm. Vì trong 80 tâm đó nó gồm có 7 tâm bình sinh. Bình sinh tức là ngày thường daily life, gọi là bình sinh, biết chỉ bình sinh. Hiểu không? Trong 8 tâm đó mình nó gồm có 7 tâm mình dùng trong cái daily life, và trong đó cái tâm thứ 8 đó là sao ta? Cái tâm này dùng được hai cái điểm. Một là daily life, lúc daily life thì nó làm việc gì nữa? Observation. Còn lúc đầu đời thì nó làm cái gì ta? Thì đầu thai, được chưa? Nhưng mà ở đây là nói trường hợp tâm bất thiện nha. Đây là nói trường hợp thiện nha, tức là trường hợp xa tọa mình mới xài cái tâm đầu thai này. Còn bây giờ qua tới số 2 nè, 8 tâm nhân dục thiện là sao ta? Từ bi, hỷ, xả, kham, nhẫn, yêu thương, chánh niệm, trí tuệ, hiểu không? Đó. Nhưng mà phải nói thêm là những cái thiện đó ở cái người còn đang hưởng dục thì ta gọi nó là dục thiện, hiểu không ta? Dạ. Ừ, vậy nếu vậy thôi, giờ cho tôi hỏi là trong bốn hạng người trên thì các pháp hội mình thuộc về cái loại nào trong bốn hạng đó? Dục thiện. Rồi còn có hạng một có không? Có 80% là loại một. Yeah. Các vị phải ghen, các vị phải hỏi nói thiệt với lòng mình. Trong 24 giờ đồng hồ tâm lòng với tâm ác tâm đầu nhiều hơn. Yeah. Cho nên mình là 80% thời gian mình là loại một. Chỉ có 20% mà mình là loại hai. Còn mà cái loại thứ ba đó là sao ta?
lần thứ ba là ngàn tu áo tím giờ có nha. Thứ tư là đừng nhắc tới thêm đau nha. Cho nên là 80% trong một ngày là chúng ta là loại một, đúng chưa? 20% phần mười là nói nịnh đó, chỉ có 20 thôi, chỉ có 2% thôi, 2% trong 20 là 2% thôi, là nhóm 2. Thời gian một ngày. Bây giờ tin chưa tin là mình bất tiện nhiều đó. Dạ. Tôi không ngờ là cũng trả lời ngon, tôi nghi. Tôi chưa thấy ai sang hơn cô. Cái Việt Nam nó kêu là tự tin quá trơn. Quá trơn. Cũng biết thì chỉ cái tên nào nó làm giả đủ tình tin xứ tới mới biết là nó dơ cỡ nào, nó hèn cỡ nào. Cho cái gì chỉ cần cái bước gì đám đông nó biết cái thấy tàu kia sẽ mặc áo giống mình, người ta làm rất là bất tiện rồi. Gọi là thấy bà đẹp hơn mình là bắt đầu mình thấy bật rồi, hiểu không? Gọi là mình thấy bà bữa nào cũng chen, nó ngồi trước á, mình ngồi sau nghe không rõ, hiểu không? Chỉ một cái chút xíu đó mình không ngờ đó là bất thiện, mình chỉ nghĩ là chỉ tự nhiên tôi lớn tuổi tôi ngồi sau tôi nghe không rõ, mà tôi thấy bà trẻ cũng chen trước không thì tôi bật, chỉ đương nhiên. Thưa, cái đương nhiên đó là trên quan điểm xã hội, chứ trong tâm pháp Abhidhamma, trong cái Buddhist psychology thì cái bậc đó vẫn là tâm sân, có hiểu không ta? Tôi đã nói bà con 1 tỷ lần trên rừng, đó là một muỗng muối kế bên lưu đường thì nó vẫn là muỗng muối, một muỗng đường bên cạnh cái lưu muối nó vẫn là muỗng đường, nghe kể không? Một muỗng đường trong tay kẻ thù vẫn ngọt, và một muỗng muối trong tay mẹ hiền nó vẫn mặn, hiểu không? Bởi vì đó là khoa học. Đường nằm ở đâu vẫn là đường, muối nằm ở đâu vẫn là muối. Tâm bất thiện ở đâu vẫn là tâm bất thiện. Dầu đó là một vị cao tăng tu 80 năm và hiện giờ y giáo trang nghiêm đang ngồi trước tháp Xá Lợi, mà chỉ cần còn có một cái khó chịu vẫn là tâm bất thiện. Còn một cái bà bán thịt cả đời chỉ biết ăn tục nói vẻ, ăn bằng sống nói bằng gió, miệng bằng tả bằng miệng, hung hăng hung dữ. Nhưng mà có một chút chạnh lòng, cứ thấy một người ăn mày đi ngang thì cái chạnh lòng ấy vẫn là tâm thiện, mặc dù mình mấy má máu heo không. Có hiểu không? Cái đó quan trọng lắm nha, trong cái đàm rõ ràng lắm. Một tí thuốc độc trong tay mẹ vẫn là thuốc độc, một viên thuốc bổ trong tay kẻ tử thù vẫn là viên thuốc bổ. Làm ơn nhớ giùm đó, làm ơn bỏ giùm mấy cái gọi là conventional. Cái đó quan trọng lắm. Conventional là cái gì? Cái mặc định, cái ước lệ của xã hội nó đặt ra cứ theo lối mòn đi hoài, và tôi nói rất là nặng. Chỉ có trâu mới quen ngõ, chó mới quen đường. Con người là phải biết vượt khỏi cái lối mòn thì mới khá được. Ông Nietzsche của Đức cũng có một câu rất là hay, ông nói con người là cái gì đó cần phải vượt qua. Cái câu nó sâu sâu kinh khủng. Con người là cái gì đó cần phải vượt qua. Chúng ta năm 15 tuổi phải hơn 14, 20 phải hơn 19. Có nhiều người họ nói cũng hơn mà hơn tuổi. Thế hiểu không? Có nhiều người sống lâu là chỉ để cũ kỹ, có người sống lâu là già dặn, có người già chát chỉ là tóc hài nhi tóc bạc thôi. Đau chứ. Có nghe chứ hài nhi tóc bạc không? Sống lâu mà chỉ là hài nhi tóc bạc nha. Cho nên cứ mỗi lần ta có một tâm lành là lúc mà ta đang kín đáo lặng lẽ tạo ra 16 cái tâm quả sau đây. Trong đó gồm có 8 tâm quả thiện vô nhân. Tại sao gọi là vô nhân? Tôi không biết gì vô nhân. Vô nhân là gì? Đó chính là 6 căn để chúng ta biết 6 trời, 6 trần thường nhật. Nghe hiểu không? 6 căn sẽ thường nhật. Còn riêng 8 cái đại quả thiện này để làm cái gì ta? Nó chính là chẳng phải ghi tụi ta nói nha. Ồ, nhìn cái rổ số đề. Cái này ta hỏi nè, cái này ta hỏi nè. Ok. Ở đây có một câu hay nhất nè. Tài khoản siêu lịch số nào? Cái câu đó nó hay nhất, ngắn nhất mà dễ trả lời nhất. Còn mấy cái câu gì đâu mà hỏi tào lao mà nó dài quá
Nói đùa chứ không ai hỏi. Là gì cho nó nè? Tám tâm quả đại thiện quả bất thiện nha. Trong đó nó gồm có một cái quả tục sinh và bảy quả bình nhật. Đó, quả bảy quả bình sinh. Còn cái 16 này nè thì nó gồm có 8 cái bình sinh và 8 cái tục sinh. Hiểu chưa? Có hiểu không ta? Nó hơi khác một chút. Khi mà ta làm ác nó chỉ cho ra có 8 quả thôi. Nhưng mà khi mà ta làm thiện nó cho tới 16 quả. Tại sao vậy? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ nghe kiểm này. Mỗi tâm ác thì nó tạo ra 8 tâm quả thiện, trong đó gồm có 2 loại. Một cái tâm đưa đi tục sinh và 7 cái tâm kia là bình sinh. Còn riêng cái tâm thiện khi mà nó xuất hiện nó tạo ra tới 16 quả, trong đó có 8 cái bình sinh và 8 cái tục sinh. Mở một đơn. Lúc đầu đời thì nó là tâm tục sinh, sau giây phút ấy nó trở thành tâm bình sinh. Hiểu không ta? Bình sinh mình xài trong lúc nào? Đó là lúc mình ngủ, lúc mình hôn mê bất tỉnh. Và lúc nào nữa? Lúc mà ta chuyển tiếp hoạt động. Chuyển tiếp là transfer. Có nghĩa là tôi đang thấy, bây giờ tôi chuyển qua tôi nhìn, từ nhìn tôi chuyển qua tôi nghe, thì cái khoảng cách đó là nó được xen vào bằng 8 tâm quả này. Hiểu không? Bữa nay là ăn mà không quen là ngủ chết luôn á. Có hiểu không? Tức là khi mà tôi tạo một cái tâm thiện nó xuất hiện trong đầu của tôi thì nó cho ra 16 quả. Trong đó 8 cái quả đầu á, bữa nay ai mà có đi đầu nghe tôi giảng thì họ rất là ngạc nhiên tại sao tôi giảng cái kiểu rất là lạ, là bởi vì tôi đang giảng cho những người mù tịt biết gì hết nha. Mỗi lần ta có tâm lành thì nó cho ra 16 quả như sau. Thứ nhất, 8 quả đầu được gọi là quả bình sinh, 8 quả sau được gọi là quả tục sinh. Mà ta thanh xong mà nó tới từ tục sinh mà tới 8, mà tại sao? Là bởi vì thiện đa dạng hơn bất thiện. Mặc dù trên này người ác nhiều hơn người lành, nhưng mà trong đó người lành nó là phức tạp hơn người ác. Hiểu không? Nghe tôi hỏi, người dốt và người giỏi, người nào nhiều hơn? Dốt. Nhưng mà người dốt mình xét, mình classification rất là gọn, mình chỉ gọi là dốt là xong. Nhưng mà người giỏi tu tài à, rồi cái gì nữa ta, BA, MA, PhD, professor, rồi scholar, rồi scientist, rồi technician, rồi architect, rồi doctor, hiểu không? Hồi nãy vậy, các vị nghe tôi kể muốn mỗi cái miệng luôn, mà nguyên một cái lũ này á là nó chỉ nằm ở trong cái đám gọi là đám khoa học thôi, đúng không? Mà cái đám khoa học này nếu mà đem so với đám thất học thì nó chỉ là một phần rất là nhỏ. Nó nhỏ nhưng mà nó quá phức tạp đi. Còn cái đám dốt, đám cái chữ mà chỉ quăng một câu dốt xong, mọi vụ đám mà nó rất là đông, nó đông hơn nguyên nữa, hiểu không? Hiểu không ta? Thì cái bất tiện của vậy, khi mà anh sống bằng tham, bằng sân, bằng si á thì bơm xuống thẳng dưới em. Nhưng mà vì tùy cái căn cơ của mỗi người, có người cũng sắp sanh được sắp nhưng mà chết rồi là họ xong vào làm cái loài súc sinh, làm con này con kia. Có người cũng sắp sanh được cướp nhưng chết rồi xuống sanh xuống địa ngục. Có người thì với ác nghiệp đồng sanh làm cái loài Atula, có người làm ngạ quỷ. Vì sao? Vì cái căn cơ khác nhau. Có người tánh nóng quá họ hợp với Atula, tham nhiều quá họ hợp với cái loài mà súc sinh hoặc là ngạ quỷ. Nghĩa kia kém không? Tùy vào. Để chưa hết, tôi làm rất nhiều ác nghiệp nhưng mà quá khứ tôi cũng có rất nhiều thiện nghiệp, thấy kệ không? Thì với cái sự can thiệp của thiện nghiệp, cái ác nghiệp của tôi nó đổ theo một hướng khác. Còn cô là cô này, cô cũng tạo tiền nó ác nghiệp giống như tôi, nhưng mà cái thiện nghiệp của cô đã trong tôi, nghe chưa? Còn nữa, cái thiện nghiệp của hai người đó nó không có giống nhau, nghe kệ không? Cái thiện nghiệp của thằng Bèo không giống của thằng Tiến là một. Nó đã không giống về chủng loại, mà nó cũng không giống về số lượng nữa, nó không giống về category, mà nó cũng không giống về cái amount, đúng nữa, hiểu không? Nó khác. Chính vì cái amount cũng không giống, mà cái capacity cũng không giống, và cả cái category cũng không giống. Cho nên là hai người mình cùng lại pha, cùng nghe pha, cùng người thiền, cùng bố thí, nhưng mà
nó cho quả biền biệt sân khê. Một đứa thì nó cũng muốn thí nhưng mà nó bị cái sanh tâm ra nó giàu có mà nó lại đẹp. Còn đứa cũng muốn thí sanh tâm ra nó giàu có mà thông minh. Còn đứa cũng muốn thí mà đời sanh sanh ra nó lại có quyền lực. Tại sao vậy? Yeah, tại sao? Một đứa cũng bố thí, tất cả là bốn đứa đều bố thí cũng vừa thức ăn hay một đứa mà nó sanh sao sanh ra nó được vừa giàu mà vừa mạnh là sao? Bởi lúc nó cho thức ăn nó có nghĩ gì đơn giản? Mình ăn cái này khỏe, ăn cái này mình nghèo đó, cái rau luộc ăn vô nó nhiều đường tốt. Bố thí mình nghĩ cái đó sức khỏe người ta, kiếp là sanh ra vừa giàu vừa khỏe, hiểu không? Còn mình bố thí gì? Cái đáp này họ học lưu ý kệ. Nhờ cái bữa ăn này họ thấy vui miệng, họ đừng ngon miệng. Cái đó là đáp thành thiền, đáp là đáp học giáo lý. Khi mình bố thí mình nghĩ gì đời sinh ra trí tuệ, người giàu người trí tuệ, hiểu không? Khi mình bố thí như vậy mà không cầu danh, không mong ai đó dò mình nể phục, bố thí bằng lòng khiêm tốn, đời sinh ra được quyền lực. Đa phần mình làm phước mình hay trong người ta dòm đó. 100 đồng bố thí công khai dễ cho hơn 10 đồng trong lặng lẽ, biết được không? Hiểu? À, thường thường nghe cái mình thấy mình đi cái chùa lại phật mình thấy có cái hùng đồ đấy xin bóc, bóc bóc là nhét 10 bạc, mà giữa đám đông cái là dọn hơi nhiều cho cho mày trăm luôn. Hiểu? Thì cái 10 đồng mà lặng lẽ đó là nó cho mình vừa giàu vừa quyền lực, còn cái 100 mà kia là đi cho mình giàu thôi. Rốt các vị nhớ gì cái câu này, các vị cứ nghe cái kiểu vô lượng thôi. Cái câu này phải xăm lên trán mà kêu nó xăm lên cái kiểu nào mà khó phai nhất, đốt rồi thiêu rồi mà vẫn còn hiện lên đó, phải cho cái đứa mà nó lụm xương nó thấy. Chỉ có tâm vô lượng mới tạo ra công đức vô lượng. Tâm vô lượng là gì? Lúc cho không cầu danh, lúc cho không cầu tình, lúc cho không cầu lợi, và ghê gớm nhất lúc cho không có mong nghĩ nhiều về mình mà chỉ nghĩ về người khác. Nhớ kịp không? Không cầu tình là sao? Tức là tôi mến, tôi cho, tức là cho để cầu tình. Còn cho cầu danh là sao? Cho để mong người khác biết. Còn cho cầu lợi là sao? Là bỏ con tép câu nguyên con lobster. Ok, bắt con tôm mà lấy con tôm không hiểu nhận nguyên lobster cho nó nghe. Cầu tình, cầu danh, cầu lợi, và cái cuối cùng cho mà còn cầu quả cho mình, vẫn không bằng cho mà vì nghĩ cái người nhận. Tâm vô lượng thì dẫn đến quả vô lượng. Phật tử không được học cái này, cứ là cắm đầu óc ra cho, nhưng mà cho kiểu thả diều, chứ phải cho kiểu thả chim. Thả chim là buông ra chim bay không để tới nữa, còn kiểu thả diều là cũng là thả người kéo nữa, kéo nữa. Nghĩa là cái tôi, nó còn có một cái tôi nó ràng nữa. Bố thí bị giới hạn, quả báo giới hạn. Tình tại sao Phật trong nhiều kiếp Phật làm cái gì mà bây giờ ngài ngồi lên tòa xe, ngài làm thầy của ba cõi, cả một triệu danh, cũng triệu danh của tụi một ngàn tỷ cái đại tam thiên, mà tại sao ngài làm thầy người ta? Vì vô lượng kiếp Như Lai làm lành bằng cái tâm vô lượng. Giống như mẹ mà cho con có tính, con vui thì mẹ làm, nhưng mẹ không có trông đợi là nó sẽ nó, nhưng mà ví dụ về hơi gượng nó bị mẹ thì cũng còn mong con sẽ nó có hiếu, nhưng mà Phật truyền một vị Bồ Tát khi làm mà còn có cái lòng trông mong cái sự hồi báo chưa khá, Bồ Tát chỉ nghĩ đến người ta thôi. Ngay cả trong kinh nó nói là khi Bồ Tát làm nó, Bồ Tát nghĩ đến Phật quả, mình nghĩ ô Phật quả là chắc là ngày nghĩ được mình sai, Phật quả là cho. Chứ trong kinh nó nếu mà chỉ để giải thoát cho riêng ngài thì cách đây vô lượng kiếp là ngài đã thừa sức ngài niết bàn ra nha. Nhưng mà không, ngài vì nghĩ đến cái chuyện là trong kinh ghi rõ lúc mà ngài được thọ ký, ngài nghĩ thế này: cuộc đời là một dòng sông, ta dư sức lội qua bờ kia một mình, nhưng những đứa không biết lội thì sao? Thôi bây giờ ta không bơi, ta bảo là ta đóng một chiếc thuyền to đùn để ta chở mấy đứa bài liền, mấy đứa handicap. Nó có cái này đại đi là chỗ đó, chứ kỳ sức của ngài ngài lội một cái bèo là qua tới bên kia, chỉ có ba lót nhạc thôi rồi qua tới bờ kia tắt ao lan. Nhưng mà không, ngày ngày tự hỏi những đứa mà nó bị handicap nó lội kiểu gì. Thế là đóng quý một chiếc thuyền to đùng, có nghĩa là ngày tới một vị Phật chuyển pháp luân và mỗi ngày đi bác
cho cơm thì ít và cho chữ thì nhiều, mà suốt 45 năm nắng gió mưa sương chân trần, đầu không dù không nón, mình đi suốt như vậy, một ông hoàng bỏ ngôi mình đi hoằng pháp khắp muôn phương, rồi đến lúc cuối đời chỉ vì một lần hạnh ngộ với cái người không quen biết thì biết đêm nay ta về đó sẽ có một người đến gặp ta và sẽ xuất gia sẽ chứng là an, chỉ vì người đó ta phải về, bởi vì người đó chỉ có duyên với ta chứ không có duyên với cả vị điện tử của ta. Một ông cụ 80 tuổi đường xa xa xôi lặn về lặn lội về cái chỗ đó để ngồi gặp cho được cái người đó, mà người đó rất đơn giản và gặp Phật chỉ hỏi một câu thôi: con từ lâu nghe tiếng này, tôi muốn tìm đến đọc mà không biết là ở đâu, đường xa xa xôi, bây giờ tới lúc con hay được thì đến cuối rồi, con xin hỏi ngài một câu, con một đời tu hành cầu giải thoát mà cha nào cũng nói mình đạo số một hết, thì con biết tin ai, con có thể tìm được đạo giải thoát ở đâu? Phật trả lời thế này, Phật trả lời bằng một bài kệ bốn chữ không. Chữ không thứ nhất: chim bay trên trời không để lại dấu chân. Cái không thứ hai: mọi sự ở đời không có gì là trường cửu bất biến. Cái không thứ ba: ở đâu không có bắt chánh đạo, ở đó không có thánh nhân. Và cái thứ tư: ở chư Phật không có ghét và thương nữa. Và cái câu thứ tư này sâu lắm: ở chư Phật là ai? Là gồm những người liễu đạo nói chung, chứ không phải chỉ riêng những vị Phật, hiểu không? Đối với người liễu đạo đó thì thấy rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất, không có gì còn ngoài. Và do tập khí sanh tử nhiều đời, chúng ta thích cái này, thích cái kia, thế cái này của nó thì chậm, thì nhưng mà chậm. Do cái tập khí, do cái bát bị há đi ơn nhiều đời của chúng ta, chúng ta thích cái này, thích cái kia, có thích nên mới có ghét. Cái kiểu nha, do có thích nên mới có ghét. Do có thích có ghét nên khi được cái thích ta gọi là hạnh phúc, khi gặp cái ghét ta gọi nó là đau khổ. Phải kể không? Mà cái thích của thằng nghịch bổn nó không giống cái thích của thằng đại hàng, hiểu không? Cho nên cái mà thằng này nó đam mê chưa chắc nó là ghê thích, hiểu không? Cho nên những cái ta thích nó chỉ có một giá trị rất là tương đối. Ngày xưa mình thích mái tóc dài, mình thích một người thùy mị, cặp mắt buồn yếu buồn tim. Sau lần tình phụ từ đó trên đường đời gặp tên nào tóc dài mắt buồn yếu buồn tim mà thù hơn và thù dài. Thế hiểu không? Cũng con người mình thôi, nhưng mà vì một bối cảnh đặc biệt nào đó, cái thích và ghét nó chỉ một cái rẹt 180 độ, hiểu chưa? Hoặc cái người đó là lạ mắt chưa quen biết, chỉ vì giống cái người mình thương thế là ta thương luôn, có không? Có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài tôi gặp họ đó, họ vì quan điểm chính trị extreme, cái quan điểm chính trị extreme, họ không muốn về nước, nhưng mà họ thương là họ nói chuyện thương, họ chỉ biết mỗi lần tôi đi về Thái hoặc về một cái vùng đất là của Mỹ mà có gặp mấy con kinh, có gặp mấy bụi cây mà hao hao ở xa xa nhìn giống như dừa nước á, nó nhớ chứ biết không, nó thú luôn đó. Tới họ đi chơi ở bên Bali mà họ gặp mấy cái resort mà nó có mấy cái trầu lá mà bằng tre rồi đó, họ nói nhìn ướt mắt cái mà dứt khoát không về, không về. Cái kệ không, tức là cũng cái chòi lá, cũng cái thân gỗ, cũng cái đuôi mè đó, nhưng mà nghĩ tới Việt Nam, nghĩ đến chính phủ Việt Nam họ không muốn về, nhưng mà nghĩ đến tình quê xưa là rất là thích. Cái kệ không? Hiểu cái đó mình mới hiểu được một chuyện. Ồ, thì ra thích và ghét là ở người này không giống người kia đã đành, mà thích và ghét dạ, cho tôi nói chuyện dưới một rưỡi đang luôn, bán nhanh nó bị chắc còn ngon thôi. Cô mập lắm, bạn kêu anh Kiên. Không biết có anh Kiên kiểu gì mà chỉ có 3 tháng là bổ, mà mặt mũi hầu ngào lắm. Thì nhớ bạn nó tạo nể mày thiệt đấy, xuống cân rất lẹ mà mặt mũi hầu ngào, mình có tên biết biết. Thì đâu cũng đọc sách, cũng có nghiên cứu. Thì ta làm theo lời của Nguyễn Du, trăm năm trời bởi người ta, cái gì không biết thì ra Google. Lại cái là ta cũng nghiên cứu, cuối cùng ta nghĩ rằng cách là ta chỉ an toàn tình bọt của B thôi. Tại vì tình bọt của B nó mắc quá nên mỗi tình quan có hai lần này. Ta đói 5 ngày cho nên nhờ đói 5 ngày nên ta có dốc, có dáng. Nhờ của B nhưng mà con mới hồng như của B rồi. Ok. Ok.